Tư vấn và ôn thi đại học là hình thức hỗ trợ thiết thực cho việc ôn tập lớp 12, luyện thi đại học của các em học sinh. Những quan tâm thắc mắc cần được giải đáp, quý vị và các bạn có thể thông qua số điện thoại hỗ trợ 1900 1773, tư vấn và ôn thi đại học 2010, 14 giờ đến 15 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trực tiếp trên VTV2, phát lại vào 14 giờ thứ hai và 9 giờ sáng thứ ba của tuần kế tiếp. Các em học sinh thân mến, mùa thi đang đến gần, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam mở chương trình hỗ trợ ôn thi nhằm giúp các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học và cao đẳng. Hôm nay chúng ta vào bài thứ 7, tính từ và trạng từ, adjectives and adverbs. Trong bài trước, chúng ta đã xem xét tổng thể nhóm danh từ. Trong cấu tạo SVO, nhóm Noun Phrase, nhóm danh từ, đứng làm chủ ngữ và tân ngữ, có thành phần Modifier, tức là thành phần bổ nghĩa cho danh từ, đó là tính từ, Adjective. Và trong thành phần Verb Phrase, nhóm động từ, cũng có Modifier, tức là thành phần bổ nghĩa cho động từ, đó là trạng từ, Adverb. Trong bài này, chúng ta sẽ xét đến hai thành phần này. Trước hết, chúng ta xét 1. Tính từ. Một số điểm cơ bản cần nhớ về tính từ. Một là có hai loại tính từ ngắn, bao gồm một hoặc hai âm tiết, ví dụ short, happy, và tính từ dài, bao gồm từ ba âm tiết trở lên, ví dụ national, comfortable. Hai là tính từ có dạng cố định, trừ các dạng so sánh, ví dụ shorter, nghĩa là ngắn hơn, lowest, nghĩa là vị trí thấp nhất. Ba là tính từ đứng trước danh từ, ví dụ a beautiful flower. Bốn là tính từ đứng sau động từ liên hệ, ví dụ it tastes salty. Bây giờ chúng ta đi vào những điểm phức tạp hơn của tính từ. Tính từ đứng trước danh từ. Điểm đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ là tính từ đứng trước danh từ và trật tự của chúng. Số lượng tính từ đứng trước danh từ có thể là một, hoặc hai, hoặc nhiều hơn. Ví dụ, a large stadium, a large empty stadium. Khi có nhiều tính từ đứng trước danh từ, chúng phải theo một trật tự tương đối cố định. Nếu tính từ vị trí sát danh từ trở ra, thì có thể có 11 vị trí trước danh từ. Trật tự của chúng như sau. Quy tắc ngữ pháp quy định trật tự của các tính từ như sau. Thứ tự 11, tính từ chỉ mục đích, purpose, alarm clock, dùng để báo thức. Trật tự thứ 10, tính từ chỉ kiểu loại, type, chemical, thuộc về hóa chất. Thứ tự thứ 9, tính từ chỉ chất liệu, material, paper, thuộc về giấy. Trật tự thứ 8 là tính từ chỉ nguồn gốc, origin, ví dụ British, thuộc về nước Anh. Trật tự thứ 7, tính từ thuộc dạng verb in hoặc phân từ, ví dụ broken là vỡ. Trật tự thứ 6, tính từ chỉ màu sắc, color, ví dụ blue, màu xanh. Trật tự thứ 5, tính từ chỉ hình thù, shape, ví dụ round, hình tròn. Trật tự thứ 4 là tính từ chỉ về tuổi, age, ví dụ old hoặc new, cũ hoặc mới. Trật tự thứ 3 là tính từ chỉ chất lượng, quality, ví dụ famous là nổi tiếng. Trật tự thứ 2 là tính từ chỉ kích cỡ, size, small, ví dụ là nhỏ. Trật tự thứ nhất là tính từ chỉ ý kiến nhận xét của mình, opinion, ví dụ wonderful, tuyệt vời. Tất nhiên, không bao giờ chúng ta dùng tới 11 tính từ trước một danh từ.
Trật tự này giúp chúng ta sắp xếp tính từ cho đúng chỗ, dù số lượng là 2 hoặc 3 hoặc hơn nữa. Sau đây là một số ví dụ minh họa. A German industrial company là công ty công nghiệp Đức. Tính từ chỉ nguồn gốc và kiểu loại. Three big square red boxes. Ba chiếc hộp vuông to màu đỏ. Tính từ chỉ kích cỡ, hình thù và màu sắc. A hot iron frame. Một khung bằng sắt cứng. Tính từ chỉ chất lượng và vật liệu. Tuy nhiên, công thức này không phải lúc nào cũng cứng nhắc như vậy. Người nói có thể đặt tính từ ngắn trước tính từ dài. Ví dụ, a big horrible building. Mặc dù theo trật tự trên, horrible là tính từ chỉ ý kiến bình phẩm, phải đứng trước, big là tính từ chỉ kích cỡ. Trong sử dụng, người Anh cũng thường dùng old, young ngay sát cạnh danh từ. Ví dụ, a pale young man. Như vậy, nó không tuân thủ quy tắc, vì theo trật tự trên, nó phải đứng ở vị trí số 4. Một điều cần chú ý nữa là trong kết hợp này, tính từ chỉ vật liệu, kiểu loại và mục đích có thể là một danh từ. Ví dụ, a thatched house. Thatched là chỉ vật liệu, material. Money problems. Money là type. Alarm clock. Alarm, chỉ. Purpose, mục đích. Vấn đề thứ hai về tính từ là không phải lúc nào vị trí của nó cũng là ở trước danh từ. Vậy trong trường hợp nào, tính từ đứng sau danh từ? Tính từ đứng sau danh từ. Thông thường, khi có nhiều tính từ bổ nghĩa cho một danh từ, chúng đứng sau. Trật tự của chúng không cố định bằng vị trí đứng trước. Có điều cần ghi nhớ là chúng ta dùng and trước tính từ cuối cùng trong nhóm nếu những tính từ trong nhóm đó không có nghĩa đối lập với nhau. Nhưng khi dùng hai tính từ chỉ chất lượng tương phản với nhau, chúng ta dùng but thay cho and. Ví dụ, the city is big, old and beautiful. Thành phố này to, cổ kính và đẹp. Hoặc, the city big, old and beautiful has been well known all over the world. Thành phố này, thành phố to, cổ kính và đẹp, nổi tiếng trên toàn thế giới. The solution is cheap but effective. Giải pháp ấy rẻ tiền nhưng có hiệu quả. Hoặc trong câu, this is the best solution we could work out, cheap but effective. Đây là giải pháp tốt nhất chúng tôi có thể nghĩ ra được, rẻ và có hiệu quả. Bây giờ chúng ta xét yếu tố chuyển nghĩa của tính từ. Chuyển nghĩa. Một số tính từ, không phải là tất cả, có đặc thù chuyển nghĩa khi đứng ở vị trí khác nhau. Chúng ta hãy xét hai ví dụ sau đây. At a certain time, vào một thời điểm nhất định nào đó. Và câu, are you certain? Anh có chắc thế không? Các em hãy ghi nhớ bảng sau đây. Bảng một số tính từ mang nghĩa khác nhau ở vị trí khác nhau trong câu. Cột thứ nhất chúng ta thấy là tính từ đứng trước danh từ. Và cột thứ hai là tính từ đứng sau danh từ. Ví dụ, tính từ real. Đứng trước danh từ nó sẽ là a real hero. Thì real ở đây chỉ mức độ, degree. The wood is real. Real đứng sau danh từ. Real ở đây có nghĩa là thật chứ không phải là giả. You poor thing. Poor ở đây có nghĩa là chỉ sự cảm thông, sympathy. The result was poor. Poor đứng sau thì chỉ chất lượng kém. Not good. Those people are poor. Poor trong câu này có nghĩa là nghèo.
A late bus. Late ở đây có nghĩa là chuyến xe buýt cuối ngày. Near the end of the day. The bus was late. Late đứng sau danh từ thì lại có nghĩa là xe buýt đến chậm. Not on time. Hoặc là có câu The late president, vị tổng thống đã chết. Late ở đây có nghĩa là dead. The present situation. Present ở đây có nghĩa là tình hình ngày nay. Now. Còn trong câu I was present, tính từ present đứng sau lại có nghĩa là lúc đó tôi có mặt. Sau đây là một số câu minh họa các tình huống có sử dụng tính từ ở những vị trí khác nhau như chúng ta vừa bàn đến. Câu thứ nhất. They are looking for a small house with a large garden outside the city. Câu thứ hai. When she was pregnant with Lund, she and her husband were living with her parents. Câu thứ ba. In Asia, it is quite common that four generations live in the same house. Trong câu thứ nhất, tính từ có vị trí trước danh từ như small house hoặc large garden, outside cũng có thể đứng sau động từ liên hệ với chức năng là complement. Ví dụ trong câu 2 và câu 3, was pregnant hoặc is common. Có thể nói là phần lớn trong các câu giao tiếp hàng ngày trong cấu tạo noun phrase, nhóm danh từ thông thường nhất chỉ có một tính từ đứng trước. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần trạng từ. Điều đầu tiên chúng ta phải nói là nhiều từ là trạng từ gốc, nghĩa là bản thân nó là trạng từ. Ví dụ, there, tomorrow, often. Nhưng cũng có nhiều trạng từ gốc là tính từ, thêm đuôi. Ví dụ, tính từ cộng với y là usually, possibly. Nhưng dù là ở dạng nào, thì một khi đã mang chức năng trạng từ, nó không thay đổi dạng thức của mình ở bất cứ vị trí nào. Một số trạng từ và tính từ có dạng thức hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, fast là tính từ. Trong câu, it is dangerous to be a fast driver. Lái xe nhanh thật nguy hiểm. Fast cũng là adverb, trạng từ. He drives very fast. Anh ta lái xe nhanh lắm. Long là tính từ. It's been a long time since we met. Từ ngày gặp nhau đến giờ lâu quá rồi. Long cũng là adverb, là trạng từ. Did you wait long? Anh có phải chờ lâu không? Đó là trường hợp cả hai từ này đều có nghĩa giống nhau, chỉ khác nhau về chức năng. Nhưng cũng có trường hợp cặp đôi tính từ và trạng từ tuy hình thức hoàn toàn giống nhau nhưng nghĩa lại khác nhau. Ví dụ, hot. This is a hot car. Quyển sách này bìa cứng. Hot ở đây là tính từ. Hot cũng là adverb, là trạng từ. Trong câu, he works very hard. Anh ta làm việc rất chăm chỉ. Trong trường hợp của từ hot, chúng ta còn thấy trạng từ có dạng gốc là hot, có nghĩa là chăm chỉ, cần cù hoặc là mạnh. Ví dụ trong câu đập mạnh vào một vật gì, chúng ta dùng to hit something hard. Nhưng trạng từ cấu tạo bằng cách thêm đuôi vào tính từ hot thì lại có nghĩa phủ định là hầu như không. Ví dụ, I could hardly imagine how it happened like that. Tôi hầu như không thể tưởng tượng được sao nó lại xảy ra như vậy. Hoặc câu, hardly had we begun our work when it began to rain. Khi trời bắt đầu đổ mưa thì chúng tôi không đi bộ được nữa. Ngược lại, có những cặp tính từ và trạng từ có dạng thức khác nhau nhưng nghĩa lại giống nhau. Ví dụ, good là tính từ
và well là adverb đều có nghĩa là tốt hoặc là giỏi. Chúng ta xem xét vị trí của trạng từ. Một điều khó cho người nước ngoài sử dụng trạng từ tiếng Anh là vị trí của nó tương đối tự do. Nó có thể đứng cạnh từ mà nó bổ nghĩa cho, đứng đầu, giữa và cuối một SVO, một câu hoặc là một mệnh đề. Sau đây là những điểm cần nhớ về trạng từ. Trước hết các em cần ghi nhớ chức năng của trạng từ là nó bổ nghĩa cho một danh từ hoặc một tính từ hoặc một trạng từ khác. Trên cơ sở chức năng này, vị trí của trạng từ được xác định. Chúng ta hãy xét điều này qua các ví dụ. Nếu trạng từ bổ nghĩa cho một danh từ, now, nó đi ngay sau danh từ đó. Ví dụ, câu thứ nhất, the shop in the center of the city are all closed. In the center of the city là bổ nghĩa cho shop. Một ví dụ khác, those men outside are getting angry. Outside trong câu này bổ nghĩa cho men. Nếu trạng từ bổ nghĩa cho một tính từ adjective hoặc một trạng từ khác adverb thì nó đứng trước từ nó bổ nghĩa cho. Ví dụ, that's very kind of her. Trong câu này very bổ nghĩa cho tính từ kind. We seem to see the signal fairly clearly. Fairly bổ nghĩa cho trạng từ clearly. Trạng từ có thể đứng ở đầu một SVO, tức là một câu hoặc một mệnh đề, front position, hoặc giữa, mid position, hoặc là cuối, end position. Chúng ta đặt trạng từ ở vị trí đầu SVO, một câu hoặc một mệnh đề, khi nó liên quan đến những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ, sure enough, the police car stopped them. Chắc chắn rồi, xe cảnh sát đã bắt họ dừng lại. Như vậy, trong câu này, nhóm trạng từ sure enough, chắc chắn rồi, nói rõ ràng, vừa rồi họ đã làm gì sai trái thì cái xe cảnh sát mới yêu cầu họ dừng lại. Ở vị trí đầu câu này, còn một trường hợp nữa là trường hợp nhấn mạnh. Ví dụ trong câu, seldom have teachers made such mistakes. Trạng từ có thể đứng ở giữa SVO, câu hoặc mệnh đề. Có ba vị trí thông thường nhất khi đứng giữa câu là trạng từ đứng giữa động từ trợ và động từ chính. Ví dụ trong câu, it doesn't often rain in my city. Trạng từ đứng sau động từ be là động từ chính. Ví dụ trong câu, they were probably correct. Trạng từ đứng trước động từ chính ở thời hiện tại đơn. I usually listen to music before going to bed. Trạng từ có thể đứng ở vị trí cuối câu. Phần lớn trạng từ và nhóm trạng từ đều có thể đứng ở vị trí này. Nhưng thông thường nhất là các nhóm trạng từ bắt đầu bằng một giới từ. Ví dụ, they said this on purpose. Trong trường hợp này, nếu động từ đòi hỏi một tân ngữ thì trạng từ đứng sau tân ngữ. Ví dụ, he wrote the essay beautifully. Trong trường hợp có từ hai trạng từ hoặc nhóm trạng từ trở lên đứng cuối một SVO thì trật tự của chúng như sau. Trạng từ nào ngắn hơn thì đứng trước trạng từ dài hơn. Ví dụ, he waited impatiently outside the post office. Trong câu này có hai trạng từ ngắn là impatiently và nhóm trạng từ dài là outside the post office. Thì trạng từ impatiently ngắn đứng trước trạng từ dài hơn. Trong trường hợp có hai hoặc nhiều trạng từ đứng cuối SVO thì trạng từ nào có nghĩa gắn bó với động từ hơn thì đứng sát ngay động từ đó. Ví dụ, they came home late. Trong hai trạng từ
home là trạng từ chỉ nơi chốn, gắn bó về nghĩa với động từ come hơn là let, trạng từ chỉ thời gian. Tuy nhiên, nhiều trường hợp hai loại trạng từ chỉ nơi chốn và chỉ thời gian có thể đổi chỗ cho nhau mà không ảnh hưởng đến nghĩa của câu SVO. Một điểm nữa về trật tự của trạng từ đứng cuối câu là trạng từ chỉ phong cách manner, về thời gian time và nơi chốn place thường đứng trước trạng từ chỉ sự thường xuyên frequency. Ví dụ, I can find my way around quite easily, usually. Đến đây, chúng ta ghi nhớ các loại trạng từ đã học. Trạng từ chỉ phong cách, adverbs of manner. She strolled slowly along the empty street. Cô ta đi chậm rãi dọc theo đường phố ấy. Looked after the child with care. Hãy trông nom cậu bé cẩn thận. Trạng từ chỉ nơi chốn, adverb of place. Ví dụ, the guests will be met at the airport. They will stay at Sunrise Hotel. Thứ ba, trạng từ chỉ thời gian, adverb of time. My daughter returned home from England last week. She had studied there for 4 years. Thứ tư, trạng từ chỉ sự thường xuyên, adverb of frequency. The train doesn't usually come on time. Hoặc, he always boasted of his success. Thứ năm, trạng từ chỉ mức độ, adverb of degree. Ví dụ, he's a bit timid. Hoặc, we felt completely disappointed. Thứ sáu, trạng từ chỉ điểm nhấn, adverb of focus. Ví dụ, I like milk, especially fresh milk. I often watch films on TV, fiction films in particular. Thứ bảy, trạng từ chỉ sự thật, truth adverb. Trạng từ này giúp cho người nói diễn đạt một ý là lời nói của mình có thực đến mức nào. Ví dụ, perhaps she has completed the course in England. Có lẽ cô ấy đã học xong khóa học ở nước Anh. Trong câu này, trạng từ perhaps, có lẽ, giúp cho người nói diễn đạt rằng tôi chỉ phỏng đoán chứ không chắc lắm. Nhưng trong câu clearly she has been home for weeks, rõ ràng cô ta đã về nhà được hàng tuần nay rồi. Trạng từ clearly nói rõ người nói biết chắc chắn là như thế. Thứ 8, trạng từ dùng để bình luận. Trạng từ này dùng để đưa ra nhận xét về hành vi, tình cảm hoặc lý do tại sao mình lại nói như thế. Ví dụ, Lan wisely raised the problem. Lan nêu vấn đề một cách rất thông minh. Wisely đây nói về hành vi. To my surprise, he failed to do what he had promised. Tôi rất ngạc nhiên là anh ta không làm được điều anh ta đã hứa. To my surprise, ở đây là trạng từ nói về tình cảm. To be honest, I didn't know much about her. Nói thực ra tôi không biết cô ta mấy. To be honest, đây là nói về lý do. Thứ 9 là trạng từ nối, linking adverb. Đây là loại trạng từ dùng để nối phần sau với mệnh đề hoặc câu đứng trước. Trạng từ nối khác nhau, mang nghĩa khác nhau. Cách nối sự kiện với kết quả. Ví dụ, you must book the ticket now, otherwise you can't fly on the day you want to. Anh phải đặt chỗ ngay bây giờ, nếu không anh không bay được vào đúng cái ngày anh muốn đâu. Nhóm trạng từ nối thông báo sự tóm lược.
Ví dụ, in conclusion, I must say that, vân vân. Để kết luận vấn đề, tôi xin nói là thế này. Nhóm trạng từ thông báo sự minh họa. Ví dụ trong câu, we have bought many things for Tết. For example, square rice cakes, candies. Chúng tôi đã sắm nhiều thứ cho Tết, chẳng hạn như bánh chưng, kẹo. Nhóm trạng từ thông báo chủ đề. Talking of festivals, we are proud about Hùng Temple Festival. Nói về lễ hội, chúng tôi tự hào về lễ hội Đền Hùng. Nhóm trạng từ thông báo người nói muốn thay đổi chủ đề. Ví dụ trong câu, by the way, when will she return? À này, bao giờ thì bà ấy về nhỉ? Nhóm trạng từ dùng để so sánh. They have done the business in the same way. Họ làm ăn theo cách giống nhau. Thực ra, chúng ta cũng không cần thiết phải quá chi tiết về chức năng của trạng từ trong câu. Điều quan trọng là thí sinh phải nhận diện được đâu là trạng từ hoặc nhóm trạng từ, đâu là tính từ hoặc nhóm tính từ để xử lý bài tập. Ví dụ, 1. Most adults can identify only about 5 out of a set of 21 colors that are only 2 different. Ở vị trí trống thứ nhất, chúng ta có A. Similarly, B. Similar, C. Similarity và D. Dissimilar. Ở chỗ trống thứ hai, chúng ta có A. Slight, B. Slightly, C. Slighting và D. Slightless. Trong loại bài tập như thế này, ta chỉ cần phân biệt ở văn cảnh nào phải dùng loại từ gì. Ở vị trí số 1, vị trí đầu câu là một trạng từ chứ không thể là một tính từ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn A là similarly. Ở vị trí số 2 có cấu tạo như sau. SV và complement. Chúng ta có that hoặc là which are only slightly different. Trong complement này chỉ có thể là một tính từ là different. Chúng ta không thể thêm một tính từ nữa để bổ nghĩa cho tính từ này. Vậy chỉ có thể thêm một trạng từ nữa cùng với trạng từ có sẵn này là only để bổ nghĩa cho tính từ different. Vậy chúng ta chọn đáp án B là slightly. Các em thân mến, trong những bài như thế này, chúng tôi giúp các em những tiêu điểm, những quy tắc cần ghi nhớ. Vì nếu các em không nhớ quy tắc thì không thể tìm ra đáp án đúng được, dù là loại hình bài tập trắc nghiệm hay tự luận. Trong chương trình phát sóng, chúng tôi không thể đưa ra nhiều bài tập để các em làm ngay tại chỗ, do thời lượng phát sóng có hạn. Hơn nữa, phương thức ôn luyện trên truyền hình là phương thức một chiều. Với những điều giảng giải và gợi ý qua các bài phát sóng, các em hãy tìm thêm bài tập trong các sách tham khảo để làm bài tập. Điều quan trọng nhất là phải tìm được những bài tập theo xu hướng chúng tôi hướng dẫn. Chúc các em học thành công. Bây giờ xin tạm biệt. Goodbye. Tư vấn và ôn thi đại học là hình thức hỗ trợ thiết thực cho việc ôn tập lớp 12, luyện thi đại học của các em học sinh. Những quan tâm thắc mắc cần được giải đáp, quý vị và các bạn có thể thông qua số điện thoại hỗ trợ 1900 1773, tư vấn và ôn thi đại học 2010, 14 giờ đến 15 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trực tiếp trên VTV2, phát lại vào 14 giờ thứ hai và 9 giờ sáng thứ ba của tuần kế tiếp.